Người áo con, áo con mùi gì á? Người con cái áo hình như cũng có mùi gì á? Ba người đi. Áo anh có mùi gì này? Tao không cần nói không bạn trời. Đàn anh, áo em thì có mùi gì anh ngửi không? Giờ cảm xúc em chia làm hai không biết đúng sai. Nha. Anh ngửi anh cho nói anh có mùi gì nữa. Anh ngửi anh không? Hàm ngu á. Không. Ừ. Mày đè cổ mày quấn ra hay gì? Không, em thề không đánh gì chị luôn. Rồi lỡ áo em thú quá, mình biết chữ rồi đó. Nè. Bên ngoài thì em không cần nghe, không cần biết, em không cần muốn gặp lại anh đâu. Chị Minh, sao em có mùi gì đó chị Minh nhỉ? Bên ngoài thì em không thèm nghe, em không thèm tin, em không còn mong muốn gặp lại anh. Người ra cái áo có mùi gì á? Mày mày tao mày đi chứ hết đi. Đi thế nè, người áo em có mùi gì? Người 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 giúp em cái. Thế áo có mùi gì á? Quay không? Người giúp mê nè. Cút cút cút. Cút cút.